Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Đức An Giang. Thưa các bạn thân mến, hiện tại thì hôm nay thì Đức sẽ không đi quay các địa danh ở An Giang mình nữa các bạn. Nhưng mà mình hôm nay là có một cái vườn hoa lan của cô ba của mình các bạn. Cô ba đang đứng phía sau này các bạn. Cô ba tên Hiền. Đó. Hôm nay thì cô dẫn mình đi xem cái vườn hoa lan rất là tuyệt vời và rất là lớn luôn các bạn. Vườn hoa lan và có nhiều loại hoa, cô thấy nhiều quá. Cô định bán lại cho những người mà đang yêu thích hoa lan giống như cô. Các bạn theo dõi cái clip, hết clip này của Đức nha, và những loại hoa nào cô đang bán và giá cả ra sao thì xin mời quý vị các bạn theo dõi nha. Hiện tại thì Tết đến xuân về, những người mà yêu thích về hoa cây cảnh thì các bạn có thể quan tâm tới clip này nha. Thì hôm nay thì Đức không có đi quay những cái địa danh của An Giang mình nữa các bạn, mà tôi thấy có một cái điều đặc biệt này các bạn. Đây là hoa lan đó. Thì đối video này, các bạn nào yêu thích về hoa lan có thể là quan tâm và có thể mình mua về để mà mình làm cây cảnh trong nhà luôn các bạn. Đây là hoa lan toàn bộ là bán nè các bạn, tôi sẽ quay một vòng cho các bạn xem. Và chúc tôi chia sẻ về cái giá cụ thể luôn cho các bạn coi. Hiện tại hoa lan là đang nở rất đẹp. Giá này các bạn là sau khi mà hoa lan nó có tàn á các bạn, thì mình vẫn giữ cái cây này bình thường, chăm sóc nó và tới đợt thì nó lại chỗ hoa. Giá thì để xíu tôi sẽ chia sẻ cụ thể cho các bạn. Quá đẹp ha. Đây là một cái vàng mà kệ rất là nhiều loại các bạn, nhưng mà mình chưa có tìm hiểu về cái tên gọi, thì chút xíu tôi sẽ nhờ cô ba để mà nói cái tên gọi của mọi loại hoa lan và cho các bạn biết cái giá luôn các bạn. Các bạn cứ liên hệ, số điện thoại tôi sẽ để trên màn hình và dưới phần miêu tả cũng có số điện thoại nữa. Các bạn ở đâu thì cứ comment ở dưới và muốn mua loại hoa lan nào thì chúng tôi sẽ cố gắng để mà thứ nhất là các bạn có thể lại đây trực tiếp, mình lại đây mình coi và mình quan sát rồi mình mua. Cái thứ hai nữa, các bạn ở xa thì cứ điện thoại liên hệ trước các bạn. Đôi khi video clip này đang quay đây các bạn xem, nhưng mà lô này thì đã bán hết rồi nữa các bạn. Bán rất là đắt. Rất là đẹp luôn nè. Các bạn thấy không? Tuyệt vời luôn các bạn. Mỗi chậu này là đều hoàn chỉnh hết nè các bạn. Thì bán là nó gồm luôn là hoa và cây chậu luôn. Thính thưa quý vị và các bạn thân mến, hiện tại trước màn hình của các bạn đang thấy là cô ba Hiền các bạn, người chăm sóc những cái cây hoa lan này, nhưng mà để mà đem ra đây để mà bán các bạn là rất là tiếc, cô ba rất là tiếc luôn. Nhưng mà do cái vườn lan rất là nhiều cho nên là cô ba định bán những cái loại hoa này cho các bạn nào yêu thích. Xin chào cô ba, có thể là cô ba có thể chia sẻ cái tên gọi của mỗi loại hoa cũng như là cái giá mà cô ba định chia sẻ lại cho những người mà yêu thích hoa lan giống như mình nữa cô ba. Dạ, có thể cái cây mà cô ba Dendro. Dạ, cái cây mà mình đang cầm là Dendro hả cô ba? Dendro nắng. Dendro nắng ha. Dạ. Giá nó thì khoảng bao nhiêu hả cô ba? Giá cô bán 70.000 hoặc là 60.000. Để ra mua nhiều ít. Rồi, 70 hoặc là 60.000 các bạn. Một cây thì bán toàn bộ là gồm cây chậu và có hoa gì luôn nè các bạn. Cái này là hoàn toàn các bạn đem về, nếu mà hoa tàn rồi thì mình chăm sóc là nó vẫn ra chỗ hoa lại, đúng không cô ba? Dạ. Rồi. Xiên bông lắm. Cái này rất là xiên bông đó các bạn. Khoảng 60 đến 70 ngàn tùy theo các bạn mua nhiều ít. Rồi, tiếp theo cái loại tiếp theo đi cô ba. Đó là tên gọi là gì? Hồ điệp. Đây là lan hồ điệp nha các bạn. Giá. Dạ, hồ điệp đây đây cho các bạn xem cái quả. Quá đẹp. Có đồ móc luôn nha các bạn. Có đồ móc. Có mình treo trong nhà mình luôn. 2.000 hoa. Giá nó là khoảng 150 hả các bạn. Khoảng 150.000 nha các bạn. Đó. Lan hồ điệp tuyệt vời, đẹp lắm. Rồi, tiếp theo các bạn.
mất tiêu của này thì đen ru nắng mà không biết cái tên của này gì quên rồi. Đen ru nắng, cái tên nhiều quá, nhiều loại quá, cô qua cũng quên luôn các bạn. Ê, giá mấy hả cô qua? Này thì hai chậu mình ghép lại thì mình bán 250. À này là tới hai chậu nha các bạn. Đây là hai chậu ghép lại làm một cái chậu lớn. Ê. Giá là 250 nha các bạn. Ê. Tuy nhiên thì nếu mà các bạn có ghé lại đây được á, các bạn coi thì nó sẽ đẹp hơn, mình xem trên hình ảnh như vậy nó không đẹp đâu các bạn. Các bạn có thể thấy nè. Mà hoa này nó rất là đặc biệt các bạn. Cái màu của nó là cái màu vàng nhưng mà nó ngã sang cái màu đậm hơn. Và có tô thêm một cái màu tím tím nữa. Chính giữa nó rất là đẹp. Cành lan rất là đẹp. Dạ, bên đây cũng là hồ đẹp luôn rồi các bạn. Đó. Hả? Tuyệt vời. Đây là 150 các bạn. Cái này thì chỉ có một chậu thôi. Nè, đó. Chậu thôi, 150. Lan hồ đẹp. Tiếp theo luôn con. Lên rồi mà quên tên cái gì. Quên rồi không nhớ. Cái này quên đó các bạn. Dạ. Cái này 250. À, chậu này là 250 nha các bạn. Rồi nắng đó mà nó đang đu nắng. Ở Đà Lạt. Qua, cái này là qua ở Đà Lạt. Đó. Quên. Này chắc cũng là hai chậu. Hai chậu mình ghép lại thành một đó các bạn. Cái màu hoa này cũng tuyệt vời lắm nè, nó ngã sang một cái màu vàng cam. Đó, nhìn thấy đẹp lắm. Những cái lá như thế này là do sáng mình tưới nước rồi các bạn. Đó, nó khô lại cho nên nó động có bụi á, nó dơ chứ không có gì, các bạn tưới nước nó sạch đó thì nó sẽ thấy đẹp lên thôi. Còn một loại nào nữa không các bạn? Đây một loại lan có cái tên nước ngoài cũng khá là đặc biệt các bạn. Đây là loại gì các bạn? Fan soda. Fan soda các bạn. Đó. Cái này thì chưa ra hoa các bạn, nó còn búp ra. Các bạn có thể đem về chăm sóc là nó ra hoa rất là đẹp luôn. Cũng 250 luôn. Cái này là 250 các bạn, cũng hai chậu ghép lại. Giá này là rất là hợp lý rồi. Giá này là rất là đẹp luôn, rất là đẹp. Vừa túi. Còn cây bên đây chuẩn bị nở nè các bạn. Này là hồ đẹp. Đây là hồ đẹp của các bạn. Hoa cũng 150. Cái này 150 thôi. Có một chậu. Một chậu là 150, còn hai chậu thì một chậu mà nó có 2.000 hoa. 250. Đó. Dữ dằn lắm các bạn. Cách mua thì các bạn có thể đến trực tiếp ở cửa hàng Trần Hiền các bạn. Trần Hiền cô vừa bán thuốc bảo vệ thực vật nè, vừa bán luôn mấy cái cây cảnh này luôn. Đây là cái thú vui rất là tao nhã đó. Cái thứ hai các bạn có thể là điện thoại, vào số điện thoại ở trên màn hình, tôi sẽ để hai số đó, các bạn có thể điện trực tiếp số nào cũng được. Số thứ nhất là số của tôi, số thứ hai là số của cô Ba đó, để mình thỏa thuận giá cả để mình mua đó hai các bạn. Bây giờ thì các bạn có thể mình theo dõi để mình tham quan cái vườn của cô Ba ha, cái vườn hoa lan của cô Ba luôn đó, toàn cảnh như cái vườn hoa lan của cô Ba Hiền nè các bạn. Đây cô Ba đang cầm trên tay là loại hoa lan gì hả các bạn? Bà liễu xưa. Tên gọi là bà liễu xưa các bạn. Rất là nhiều tên về lan, hoa lan thì chỉ là tên hoa lan thôi, nhưng mà cái tên mỗi một loại hoa nó lại mang một cái tên khác nhau nữa, và nó ra hoa cũng là khác nhau luôn nha các bạn. Đây là bà liễu xưa đó các bạn. Rồi tiếp theo đi cô. Cái này là 300. Dạ cái này cô Ba vẫn bán luôn nha các bạn. Do quá nhiều rồi cho nên là không có chỗ mà để luôn các bạn, phải treo lên như vậy nè. Giá là 300. Đó, bà liễu xưa. Rồi trên đây nè, cho các bạn xem nguyên một dạng. Cô Ba đang lấy là loại lan tên gọi là Dendro nắng. Đó. Rất là đẹp luôn các bạn. Một chậu thì nó gồm có cái nhiều 100.000 à. Chậu này có 100.000 thôi. Một chậu gì nó khoảng 2-3 cây hết các bạn. 100.000 là quá rẻ rồi. Mà có sẵn là ra hoa gì luôn rồi các bạn. Thông thường hoa lan nó sẽ cho hoa vào cái tháng mấy các bạn? Tháng 11, 12, bắt đầu nó có dài dài, tới Tết luôn, nó siêu qua lắm. Dạ, tháng 11, 12 âm lịch. Nhưng mà khi mà ra qua rồi thì khoảng vài tháng nó mới tàn không cô Ba? Tùy loại qua thì có thể là 1 tháng, có thể là tới 2 tháng, 3 tháng mới tàn.
Cái cây này là hoàng hậu. À, hoa lan này tên gọi là hoàng hậu nè các bạn. Đó. Rất là đẹp ha. Cũng là hoa lan nữa nhưng mà tên gọi là. Cái này là 350. 350 của qua bán luôn đó các bạn. 350. Nhiều quá nhiều rồi, không có chỗ để. Còn đây là da da. À, cái này tên gọi là da da nè các bạn. Đen rô da da. Đó. Ra qua rồi hết luôn. 120 này. Hầu như cô qua bán cái loại hoa lan nào cũng có ra qua sẵn gì cho khách họ xem hết các bạn. Ý định của cô ba là không có bán đâu các bạn, chỉ là để cái thú vui rất là tao nhã. Khi mà sáng hoặc là buổi chiều mình ra mình ngắm hoa lan. Nhưng mà do càng ngày cô ba càng sưu tập nhiều quá rồi nó lại lớn lên, rồi nó lại tách, cô ba lại tách ra để nhiều chậu, để riết rồi như thế này luôn, không có chỗ để. Nên cô ba mới có ý định là chia lại cho những người. Cái này 60 ngàn ha. Dạ, này 60 ngàn nè các bạn, 60 ngàn thôi. Cái này là lan gì cô ba? Cũng dendro màu á, dendro nắng màu. Dendro nắng. Hầu như cái tên gọi dendro là nó phổ biến cho loại hoa lan. Nó nhiều màu không? Dạ dạ. Quá nhiều như thế này các bạn, cái vườn quá lớn luôn. Trong video các bạn có thể nghe thấy cái tiếng chim hót đó, là chim tự nhiên á, nó bay lại đây á các bạn, chứ không có nuôi. Cái này có lấy cái loài bông. À, cái này có loài bông mà các bạn. Đây châu hết các bạn. Đây châu. Này là đây châu rồi các bạn. Có loài bông sẵn rồi. Cái đó 500. Đây châu là 500 ngàn các bạn. Đó. Thì tùy theo cái giá trị cho nên là cũng có cái giá tiền khác nhau. Này cũng là đai châu các bạn. Nguyên vàng này là của đai châu hết á. Đai châu. Cái này 800. Cái này 800 ngàn các bạn. Bán rồi qua. Cô ba nói chung là bán thì cũng là vui thôi các bạn, chứ nếu mà không có các bạn mà không mua thì cô ba vẫn chăm sóc bình thường đó các bạn, vẫn chăm sóc, vẫn đem vào chăm sóc bình thường. Mục đích không phải là kinh doanh mà mục đích là muốn chia sẻ lại cho những người yêu thích hoa lan. Cái này mã như hồng. Cái gì cô ba tên gọi là gì đẹp quá vậy? Cái tên đó là mã thiên hồng. À. Hồ điệp mã thiên hồng, cái tên đó. Hồ điệp mã thiên hồng, cái tên giống mấy cái nhân vật bên Trung Hoa quá ha. Quá đẹp. Cây này lên rất là đẹp, màu rất là đẹp luôn. Tuyệt vời. Nó ra vào mùa xuân. Hồ điệp mã thiên hồng ra qua vào mùa xuân. Hiện tại giờ chuẩn bị vào gần Noel rồi đó, cho nên một số loài hoa lan thì đã trổ hoa. Đây là cái toàn cảnh, cái hướng từ trước mình nhìn vào cái vườn hoa lan của cô ba này các bạn. Quá nhiều loại luôn, trồng tới nỗi mà cô ba có thể là quên luôn những cái tên gọi đó các bạn. Thì ý định của cô ba là sẽ gắn những cái tên vào trong mỗi cái chậu để mình nhớ. Quá nhiều loại. Các bạn nào mà yêu thích về hoa lan á, trồng về hoa lan á, mình mới cảm nhận được cái sự yêu mến của mình đối với cây cảnh, đối với thiên nhiên. Mình luyện tập luôn cái trí nhớ đó các bạn. Ở đây có một cái điều đặc biệt nha các bạn. Cái cây này là cái cây phát tài nè các bạn. Cái cây này nè, cái thân này là cái thân phát tài. Nhưng mà cô qua ghép những cái cành hoa lan vào trong cái thân. Đó. Cái này thì chưa có bỏ chậu được, vẫn còn để trong cái chậu. Chút xíu. Ra rễ cho mình ốp nó vô cho nó dính cho lại như này luôn. Dạ. Chút xíu thì sẽ cho các bạn thấy những cái cành hoa lan ghép vào trong cái cây xá xị. Đó, đặc biệt lắm các bạn. Đây các bạn, đây là cái cây hoa lan. Nhưng mà được ghép vào trên một cái thân của cái miếng gỗ xá xị các bạn. Gỗ xá xị là cái gỗ mà mình uống nước xá xị đúng không cô ba? Cái mùi xá xị mình uống đó ha. Đây là cái mùi đó đó cô. Được ghép vào trong đây thì cái rễ của cái cành lan này nó sẽ bám vào trên cái thân của cái gỗ xá xị và nó sẽ sống đó, đặc biệt không. Bên đây nữa nè các bạn, rất là đẹp, rất là nhiều ha. Vườn cô ba phía sau này còn nữa nè các bạn,
mà bước ra đây còn nữa, nhưng mà những cái chậu này thì nó còn nhỏ chưa ra hoa. Và sẵn thì giới thiệu luôn cho các bạn thấy cái sự rất là đa dạng. Cái gì của bác? Này là kiếm, này là địa lan. À, cũng là lan nhưng mà tên kiếm. Này là lan kiếm. Còn cái này là cái này là địa lan này các bạn. Là địa lan. Địa lan mặt xuân. Mặt xuân. Cái này khi ra hoa nó màu gì của bác? Địa lan này. Nó đẹp lắm. Nó nhỏ hay là cái cành lớn, cái lá cái cành lớn? Cái dài vậy nè. Có một nhánh dài. Ra hoa dài vậy đó. Dạ. Thì theo đúng là Tết nó có hoa đó, nhưng mà bây giờ mình mới xuống giống thành ra nó chưa có. Dạ. Mới xuống giống. Nên đây coi là những cái cành lan nhỏ các bạn. Đây là sao biển. Đây là sao biển. Sao biển. Ừ. Cái này là sao biển. Hai chậu luôn hả các bạn? Sao biển không phải. Bên chậu này không à. Này sao biển này các bạn. Đây là kiếm. Kiếm có nhiều tên lắm. Kiếm nhiều tên lắm. Dạ. Nhớ không nổi. Nhớ không nổi quá gì. Cho nên mình gắn cái thẻ tên ở trên mỗi cái chậu là đúng rồi. Sắp tới qua sẽ làm cái đó cho các bạn. Các bạn thấy dễ hơn. Còn là những cái là cẩm cù. Lan gì cô ba? Cẩm cù. Lan cẩm cù. Nó chưa có hoa. Chưa có hoa. Cái lá hình dạng trái tim ngộ quá ha. Quá đẹp. Cù hoa đẹp lắm. Dạ. Rồi còn những cái cây mà rủ xuống như thế này là cái gì cô ba? Đây là thanh hồng. Là than hồng ở đâu? Thân hồng. Thân hồng. Thân hồng ở đây hoa Hòa Bình. Hòa Bình. Là xuất xứ ở ngoài Hòa Bình. Hòa Bình. Dạ. Này là toàn bộ của ba sưu tập thôi các bạn. Bộ sưu tầm của cô ba rất là khủng. Thì tên quá à, cô không nhớ. Dạ. Cũng là mẫu cũng là hai loại thân hồng đó nhưng mà khác nhau đó hay các bạn. À, khác nhau đó các bạn. Bên đây nữa nè, một loại nữa nè. Bên này cái này là hạt vĩ. Hạt vĩ hả cô ba? Ừ. Cái đó cô đang cắt nước, cô để cho nó mong. Dạ. Tết xuân có con, cũng quên. Dữ lắm. Cái này là nếu mà mùa xuân này ra gỗ hết không cô ba? Ừ. Ra gỗ có một số, khoảng số tháng 2, tháng 3. Dạ. Cái đang thắt ngọn này, xuống lá nó ngọn. Dạ. Thì sau clip này thì Đức sẽ quay nhiều hơn về cái thể loại nữa là một cái loại hoa lan để cho các bạn xem. Thì đây thì Mokora. Bên đây thì Mokora nè. Mokora. À, cái tên nước ngoài. Mokora nè các bạn. Đó, cái cây mà để trên cái ống nước hình đó. Đó. Là toàn bộ Mokora hết các bạn. Có ống nước là mình dặn nước là tự tứ luôn đó các bạn. Còn trên đây nè. Nguyên hàng lan rất là nhiều mà này còn nhỏ cho nên là chưa có hoa. Bên đây đang trồng hay sao? Bốn ngọn hoa. Ồ, đang trồng này thấy có ngọn này nè. Ở đó bốn ngọn hoa, có cái bốn ngọn đây nè. Ba ngọn sao? Dạ, bốn cái ngồi chuẩn bị là đó, chỗ hoa. Đây trâu đó các bạn. Thì là có người chưa là ngọc điểm. Dạ. Yeah. Tên gọi khác là ngọc điểm hả thôi. Miền Nam mình gọi là ngọc điểm, miền Bắc gọi là đai châu. Dạ. Yeah. Nhưng mà phổ biến mình vẫn kêu nó là đai châu là phổ biến nha. Quá dữ các bạn. Cái vườn lớn lắm. Ra đây rất là thoải mái luôn các bạn. Mình có cảm giác là ra đây mình hòa quyện với cái thiên nhiên. Mình thích thở không khí trong lành đấy các bạn. Nghe tiếng chim hót là tiếng chim tự nhiên đó. Không có nuôi. Ở đâu nó bay về đây nhóc cho nó. Cái vườn khủng khiếp. Trồng quá nhiều cho nên cô ba mới định bán một số á. Chia lại cho những người mà yêu thích. Nó cũng cây xá xị hả cô ba? Xá xị. Xá xị rất là... Tự nhiên quên. Dạ, quên luôn. Quên luôn cái tên hoa lan quá nhiều rồi. Cái này cũng ghép trên thân cây xá xị hả cô ba? Cái này lũa không à, này lũa không phải xá xị. Cái gì? Cây lũa, lũa ghép lan á. À, cây lũa các bạn. Cây lũa để ghép lan. Đây là kiều tím. Tên nó là kiều tím. Kiều tím hả các bạn? Ừ. À, tên là kiều tím. Nó sẵn có hoa nè. Kiều tím là chắc nó ra qua màu tím. Ừ, dạ. Có ngon quá nè. Chỉ dần nè các bạn. Đây có những cái thân mà cô ba... những cái nhánh của ba ghép vào những cái thân gỗ rồi đã hoàn thành rồi nè.
nó sống được rồi nè, ghép trên cái thân cây lũa đó, thấy không, nhóc ở trên các bạn, ở dưới nữa nè. Các bạn yêu thích thì có thể đến đây để mà mình xem, mình giao lưu. Chỗ của ba là tiệm vật tư nông nghiệp Trần Hiền ở cầu số 5 đó các bạn, cầu số 5 Vĩnh Bình của huyện Châu Thành, An Giang. Những ghé thăm về vườn lan của cô ba Trần Hiền thì đến đây xin kết thúc. Nếu là quý vị các bạn có thể thấy hoa lan này đẹp, các bạn có thể ý định mua thì các bạn có thể gọi điện thoại trực tiếp ở trên góc màn hình, tôi sẽ để là hai số điện thoại đó các bạn. Cái thứ hai là các bạn có thể đến trực tiếp ở chỗ đại lý cô Trần Hiền ở cầu số 5 thuộc xã Vĩnh Bình của huyện Châu Thành, tỉnh An Giang của mình, để mà mình xem trực tiếp như tham quan các loại hoa cây cảnh, đặc biệt là đối với hoa lan cô ba trồng rất là nhiều. Sao và video clip này có thể là hữu ích thì các bạn có thể cho một like, một chia sẻ và nhớ đăng ký kênh Đức An Giang để ủng hộ Đức An Giang. Xin chào và hẹn gặp lại. Để ủng hộ kênh Đức An Giang, quý vị các bạn có thể đăng ký kênh Đức An Giang bằng cách bấm vào biểu tượng YouTube trên màn hình điện thoại của các bạn. Sau đó các bạn bấm vào tìm kiếm theo mũi tên màu vàng đó các bạn, và các bạn gõ từ khóa là Đức An Giang. Các bạn làm theo hướng mũi tên màu vàng các bạn. Ở đây từ khóa các bạn gõ Đức An Giang, sau đó các bạn sẽ thấy một cái logo là Đức An Giang. Thì các bạn sẽ bấm vào cái logo này. Ở đây các bạn sẽ thấy một cái chữ là đăng ký màu đỏ. Các bạn bấm vào cái chữ đăng ký này nha. Khi bấm vào thì ở bên phải màn hình nó sẽ thấy một cái chuông, các bạn nhấn vào cái chuông và chọn tất cả đó, ngay cái mũi tên màu vàng đó các bạn. Vì thế thì các bạn đã đăng ký thành công kênh Đức An Giang, và cảm ơn quý vị và các bạn trong thời gian qua đã ủng hộ kênh Đức An Giang. Xin chào và hẹn gặp lại.